Ngày 21 tháng 10 có gì hot, đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Bảo Thy và nhiều khách mời, trong đó có ca sĩ Quang Vinh và chàng đô con Vương Khang, bộ ba hit một thời. Mấy chị em nhà concert súng xính quần áo đi xem ca nhạc nè. Bảo Thy được khán giả biết đến sau khi lọt vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của trò chơi trực tuyến Võ Lâm Truyền Kỳ vào năm 2006. Và còn là thí sinh gây ấn tượng nhất trong đêm gala Miss Audition 2007, cô được xem như là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc V-Pop. Bảo Thy là ca sĩ gắn liền với biệt danh công chúa bong bóng. Hơn 13 năm đi hát, Bảo Thy vẫn không thay đổi gì nhiều. Nếu có, cũng chỉ là đẹp hơn, thành công và giàu hơn. Dù hiện nay ca sĩ khá vắng bóng trên các sân khấu cũng như sự kiện truyền thông lớn, nhưng sức hút của ca sĩ Bảo Thy đối với người hâm mộ vẫn không hề sụt giảm. Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa. Cuối năm 2021, vợ chồng Bảo Thy chính thức đón con trai đầu lòng sau 2 năm kết hôn. 21 tháng 10, 2022, đây là đêm nhạc đầu tiên đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Bảo Thy sau thời gian dài ở ẩn sinh con và chăm sóc gia đình. Bật bí cho cả nhà mình biết nè, sau một thời gian sử dụng sản phẩm, ca sĩ Bảo Thy đã quyết định đồng hành cùng Concept Chuẩn. Sắp tới đây Bảo Thy chính thức trở thành đại sứ thương hiệu. Concept Chuẩn, đây chính là một trong những bảo bối đã hỗ trợ công chúa bong bóng của fan lấy lời dốc dáng sau khi sinh. Thật ra đây là bước khác của Bảo Thy à. Trong thời gian sắp tới thì sẽ là đại sứ thêm một thương hiệu nữa là Concept Chuẩn. Rồi, nói chung là áp lực đó, mọi người lúc nào cũng phải giảm cân, giảm cân. Nói gì thì nói, cảm ơn đêm nhạc của ca sĩ Bảo Thy đã đưa cả nhà Concept Chuẩn một lần nữa quay trở về với thanh xuân, sống trọn vẹn từng phút từng giây.